kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, xe bác nào thì mang ngay đi nhé. VinFast Fadin đi kiểu gì đây? Ngáo ngơ thật sự, em mời các bác đón xem. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bánh xe như này mà bác vẫn đi được, bó tay luôn. Ôi, ghế chưa? Ghế chưa? Không có tàu mà một barrier để hạ xuống, không có đèn báo chặn đường tàu mà chờ mãi đến giờ chưa thấy tàu đâu, 20 phút rồi hỏng tín hiệu hay sao, không có người giám sát trong tàu gì. Chút đường tàu chỗ Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Ông Kia Morning màu đỏ này che biển khéo đấy. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ông xe bồn chuyển làn cực gắt luôn, em mời các bác đón xem.
này rồi, mới xong rồi. Ông xanh SM đi kiểu gì đây, các bác ơi? Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Đi vậy. Nguy hiểm, quá coi thường tính mạng. Không những một cháu nhỏ, hai cháu, thậm chí có lúc còn ba cháu. Ba mươi L 23085 Mazda CX-5 Yeah.